với những bạn nào mà muốn sở hữu VGA Series 20 thì các bạn đã có nhiều lựa chọn hơn cho mình với những sản phẩm VGA từ dòng 2070 đến từ MSI và Gigabyte. Và hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn hai sản phẩm này và so sánh hiệu năng của chúng, xem là các bạn liệu đã nên bỏ tiền ra để mua RTX 2070 hay là vẫn sử dụng một RTX 1070 Ti nhé. Với sản phẩm đến từ Gigabyte thì chúng ta sẽ có 3 fan với công nghệ là WinForge 3X Cooling Steam, có nghĩa là có 3 quạt quay ngược vào nhau tạo nên cơ chế tản nhiệt tốt hơn. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có LED RGB để bắt kịp xu hướng đang phổ biến hiện nay trong thế giới PC. Tuy nhiên thì về thiết kế thì nó sẽ vẫn giữ cái phong cũ trên các dòng đồ họa của Gigabyte, không phải dòng ARRIS. Nhưng bề mặt sản phẩm đã được Gigabyte làm cho nó bớt góc cạnh hơn. Chiếc VGA này thì được phối hai màu đen xám vô cùng tiện lợi và hợp với thời trang. Cùng với đó thì nó sẽ có những cái đường dẫn sẻ nhỏ tạo hình và nổi những khối lớn và không làm mất đi sự sang trọng của chiếc cặp đồ họa này. Hệ thống 3 fan truyền thống thì vẫn giống những thế hệ trước và không có gì thay đổi. Trái lại, độ dày phần casting cũng không kém chiếc cặp đồ họa khác trong cùng phân khúc với nhiều ống đồng chạy to và dọc phần thân. Giống như các hãng khác thì Gigabyte sẽ hữu 3 cổng DisplayPort, 1 cổng HDMI và 1 cổng Thunderbolt dành cho các thiết bị VR. Nhìn chung thì phần kết nối của năm nay đã được các hãng làm khá là giống nhau. Tiếp theo là chiếc VGA của nhà MSI, RTX 2070 đến từ MSI. Thì chúng ta sẽ có vỏ hộp làm khá giống là RTX 2080, chiếc đóng khá là giống nhau đấy. Hình ảnh chiếc cặp đồ họa được in nổi bật ở ngoài vỏ hộp và tô ra các vị trí hiển thị đèn LED của mình khá ấn tượng. Tuy nhiên thì vỏ hộp của RTX 2070 thì thu hút ánh nhìn ở con số 7. Nó là công nghệ mới tản nhiệt thứ 7 được trang bị cho RTX 2070. Mặt sau của hộp thì RTX 2070 được dùng để sâu các thông số cơ bản về bộ nhớ là 8GB, rồi là tốc độ bớt là 256bit. Và các công nghệ mới được tích hợp trong dòng cạc mới này như là công nghệ thì NVIDIA Highlight giúp bạn thể quay lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong game, hoặc công nghệ giúp bạn chụp lại hình ảnh 360 và HDR và cho độ phân giải cực cao. Về thiết kế thì Giga sẽ có một cái thiết kế khá là hùng hố với những đường nét chạy xung quanh hai chiếc fan khá là mạnh mẽ, đậm chất game thủ. Ngoài ra thì nó còn có nhiều ống đồng tản nhiệt được ghép vào với nhau, hứa hẹn sẽ cho hiệu năng tản nhiệt tốt hơn. Phần mềm Black Pit thì được gia công bằng những cái đường nét phay xước và logo MSI tạo cho mình một chất rất riêng, rất game thủ của MSI. Đó là về hình thức của hai chiếc VGA mới này. Về hiệu năng so với giá tiền thì sao? Liệu chúng ta có nên lựa chọn 2070 hay vẫn sử dụng 1070 Ti? Đã đáp được rồi. Hiện tại giá tiền của chúng khá là chênh lệch nhau khoảng tầm 25%. Với VGA RTX 2070 thì có giá khoảng trên dưới 20 triệu đồng, còn 1070 Ti giờ chỉ là khoảng 13 triệu thôi. Hiệu năng của chúng mang lại có bài test tất nhiên là có sự chênh lệch. Ví dụ ở đây chúng tôi test bằng phần mềm bên mắt thì nó sẽ cho ra các điểm số khác nhau. Cụ thể khi test bằng phần mềm thì hiệu năng của 2080 là cao nhất với số điểm là khoảng 8842. Xếp sau là 2070 với lại là 7216 và 1070 Ti với số điểm là 6093. Đi vào test game thực tế thì ở chế độ 4K thì chúng ta có những kết quả tương tự. Tiêu chung lại thì hiệu năng cho ra của 2080 cao hơn khoảng 22% so với lại là 2070. Còn 2070 thì lại hơn 1070 Ti khoảng 18%. Với con số hiệu năng như vậy thì có vẻ giá tiền chênh lệch đang là khá cao so với hiệu năng thực tế. Tuy nhiên khi bạn sở hữu dòng RTX series thì bạn sẽ có những công nghệ mới mà nhà sản xuất sẽ tích hợp vào. Đó là điểm đáng tiền trên sản phẩm này chứ không phải chỉ bởi hiệu năng. Vì vậy nên là vào thời điểm này nếu như các bạn muốn sở hữu cho mình một con RTX 2070 để chơi game thì hoàn toàn hợp lý, không có vấn đề gì cả. Các bạn thấy video này thế nào thì hãy comment cho chúng mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.